Tiếp tục các hoạt động thăm chính thức Cộng hòa Indonesia sáng nay ngày 5 tháng 8 tại thủ đô Jakarta. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Indonesia Isma Yatun trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp nhân chuyến thăm chính thức Indonesia nêu rõ trong thời gian qua, ủy ban kiểm toán Indonesia và kiểm toán nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều hoạt động hợp tác chặt chẽ, hiệu quả và thực chất. Chủ tịch Ismail Yatun cũng cho biết đang chuẩn bị thăm, làm việc với kiểm toán nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kiểm toán. Đồng thời mong muốn quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa cơ quan kiểm toán tối cao của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa cơ quan kiểm toán tối cao hai nước ủng hộ Indonesia trên cương vị nước chủ nhà Intosai vào năm 2028, đồng thời mong được đón chủ tịch quốc hội đến thăm trụ sở Ủy ban Kiểm toán Indonesia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa kiểm toán nhà nước với các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế, trong đó có Ủy ban Kiểm toán Indonesia đề nghị hai cơ quan tăng cường hợp tác về kiểm toán tài chính kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động chú trọng hợp tác kiểm toán trong lĩnh vực môi trường công nghệ thông tin chuyển đổi số kiểm soát chất lượng kiểm toán và những lĩnh vực mà cơ quan kiểm toán tối cao hai nước có thế mạnh tiềm năng tiếp tục thực hiện chương trình biệt phái cho kiểm toán viên kiểm toán nhà nước việt nam tại indonesia